Chào mừng các bạn đã đến với kênh MK Kit. Các bạn hãy đăng ký kênh MK Kit và PVZ2MK để xem được nhiều video trên hai kênh của mình hàng ngày nhé. Trong video hôm nay thì mình sẽ làm về team Super Strong của 4 map, đó là các map Ai Cập, map cướp biển, map miền Tây hoang dã và map tương lai Far Future. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với team của map Ai Cập. Team của map Ai Cập chúng ta sẽ có Bon Choi, Boomerang và Green Peter. Tất cả các brand chúng ta chơi trong hôm nay đều là các brand hàng miễn phí, hàng free hết nhá, không có brand nào hàng shop cả. Với team zombie đầu tiên, chúng ta sẽ phải chiến đấu với rất nhiều zombie bay và zombie trong hang đá bùn. Ở lượt zombie đầu tiên này thì zombie có level khá thấp, chỉ có level 3 mà thôi. Và dần dần chúng ta sẽ tăng mức độ level zombie cao lên sau mỗi map, sau mỗi lượt chơi để thử thách độ khó cũng như là sức tấn công chịu đựng của các brand của chúng ta. Như vậy là ở lượt đấu đầu tiên thì team Ai Cập đã hoàn thành nhiệm vụ giành chiến thắng, tiêu diệt hết zombie. Bây giờ sẽ đến với team Pitashi. Team này là team cướp biển. Các brand ở map cướp biển chúng ta sẽ có, đó là Dòng Lửa, còn Đại Bác Dừa và Động Ba Đầu Three Peter. Chúng ta sẽ đặt Dòng Lửa hàng trên cùng. Phía sau Dòng Lửa sẽ là Cuckoo Canon và sát sân nhà chúng ta sẽ là Three Peter. Với team này thì có lẽ là bọn Ruby cũng không thể chiến đấu được lại thôi. Nào, zombie ra đây. Ok, bắn một lượt tại Bác Dừa, đó là con zombie kia chết nốt. Ok, như vậy là team số 2 của chúng ta cũng đã xuất sắc vượt qua được phần thi thứ nhất này. Bây giờ chúng ta sẽ đến với team số 3, team của map Wild West miền Tây hoang dã. Team map Wild West này chúng ta sẽ có, đó là Peapod, con sữa băng Wintermelon và cỏ điện Lightgrip. Wow, cái team này có vẻ khá là mạnh đây. Peapod bắn ra rất nhiều đạn, cỏ điện thì giật lan zombie, trong khi đó sữa băng thì vừa gây sát thương mạnh vừa làm cho zombie nó nhiễm lạnh và đi chậm lại. Bây giờ chúng ta sẽ tiêu diệt nốt cái đám Gargantua nữa là xong nhá. Đủ với con Gargantua này chúng ta tiêu diệt rất nhanh, và như vậy là vòng thi đấu thứ nhất cũng không gây ra nhiều khó khăn cho team map Wild West. Bây giờ sẽ là team của map Far Future. Team của map Far Future chúng ta sẽ có các brand, đó là Citron, Laser Beam và Infinus. Ở map Far Future chúng ta sẽ còn có các brand như là Hành Tím nữa. Thì chúng ta sẽ không chơi các không chơi hành tím mà không có Lily thì cũng không lo ăn gì được. Gargantua đi xa đây, chúng ta sẽ cho cam điện xử lý Gargantua nhá. Bọn UK vừa ném ra phát laser beam bắn chết ngay trên không, chưa kịp rơi xuống đất thì đã chết rồi. Như vậy là ở vòng thi đấu thứ nhất thì cả 4 team ở 4 map của chúng ta đều giành chiến thắng, không team nào thua trận cả. Bây giờ chúng ta sẽ đến vòng thi đấu thứ hai. Đầu tiên tiếp tục sẽ là team map Ai Cập. Ở vòng thi đấu thứ hai này thì bọn Ruby mình đã cho khỏe hơn một chút rồi. Ruby ở vòng thi đấu thứ hai này sẽ có level 5. Lúc nãy ở vòng thi đấu nhất thì Ruby level 3. Bây giờ level 5 nhá, level 5 sẽ khó hơn một chút, Ruby sẽ khỏe hơn. Ở phía sau chúng ta đang phải gặp cái bọn Octo Ruby ném mực lên kìa. Còn ném mực vào plan của chúng ta là vô hiệu hóa plan chúng ta. Bây giờ chỉ còn bọn Gargantua mà thôi, có tiêu diệt được nốt mấy con Gargantua này không? Còn hai con hàng dưới cùng. Một con, ok, như vậy là team map Ai Cập đã giành chiến thắng ở vòng thi đấu này. Bây giờ chúng ta sẽ đến với team map cướp biển. Nào, team map cướp biển sẽ có Đại Bác Dừa, Động Ba Đầu và Dông Lửa. Dông Lửa thì chỉ đánh ở phạm vi 2 ô trước mặt nên chúng ta sẽ phải trồng ở phía trên. Như vậy một đống gà tây đen nó đi ra, gà tây mà gặp dòng lửa thì phun lửa phát thì thành gà nướng hết luôn, nên chúng ta cũng không có gì lo lắng cả. Đấy, gà nướng trồn thui, ôi rồi nó ném mực vào, thoát ra khỏi trường rồi, may quá. Lúc nãy mà chúng ta không phá con mực nhanh là bọn trồn nó chạy vào nó ăn toàn chúng ta ngay. Liệu có tiêu diệt được hết bọn này không? Zombie đang áp sát chúng ta rồi. Hay quá, Gargantua đã chết. Còn con Gargantua hàng dưới cùng, tiêu diệt nốt nhá. Tiêu diệt nốt mấy con ném mực đi, bạch tuộc.
Kìa, Gangotu hàng dưới cùng, hai trên cùng kìa. Tiêu diệt nào, ok, đã chết. Còn một con Gangotu nữa. Hai con, ok. Bây giờ bắn nốt mấy con mực đây là xong. Mấy con mực này chúng ta bắn một lúc là chết mà. Như vậy là team cướp biển cũng đã giành chiến thắng ở vòng thiêu thứ hai này. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với team Firewest miền Tây Hoang Dã. Lần này thì Peapod, từ bây giờ trở đi thì mình sẽ chỉ chơi Peapod 3 đầu thôi bạn nhá. Chỉ chơi Peapod ở 3 đầu thôi, cho nó tương đương với con Peter. Nếu chơi Peapod 5 đầu thì nó quá là lợi hại so với các brand khác. Team này thì có giá thành rất là cao này. Có mỗi cỏ điện giá là 50 xăng, trong khi đó con dứa băng giá là 350 xăng. Còn Peapod chúng ta trồng 3 đầu thì cũng đã có giá thành là 230 xăng rồi, 220 xăng rồi. Rất đắt. Nếu chúng ta trồng đủ 5 đầu nữa thì nó giá thành của team đấy còn đội lên cao nữa. Tiếp theo sẽ là team map tương lai. Nào, team map tương lai có vượt qua được không? Hiện giờ chúng ta vẫn chưa có bất kỳ một team nào thua trận cả. Wow, nó đang đi vào đập Infinus. Infinus đã bị ăn đập rồi. Tiêu diệt mấy con thỏ đi nào. Thỏ và con đang có tua băng hà kìa. Ôi, hàng giữa của chúng ta bị tiêu diệt hết rồi. Hàng giữa của chúng ta đã bị tiêu diệt. Như vậy là team ở map tương lai đã thất bại ở vòng thiêu thứ hai này. Như vậy là sau hai vòng thi đấu, chúng ta chỉ có duy nhất một team hiện giờ vẫn đã hiện giờ thất bại, đó là team ở map tương lai. Bây giờ chúng ta sẽ đến vòng thi đấu thứ ba. Ở vòng thiêu thứ ba này chúng ta sẽ phải đối đầu với bọn Zetter Zombie và Zombie Cầm Sẻng, rất lợi hại nhá. Liệu có team nào có thể tiêu diệt được bọn Zetter Zombie và Cầm Sẻng này không? Bon Choi đấm một Zetter là úi rồi, Bon Choi bị Zetter nó phản đạn chết rồi. Như vậy Bon Choi mà chết thì Grimmitter cũng như là Boomerang sẽ không thể làm gì được các bọn này nữa rồi. Rất nhanh chóng, team map Ai Cập của chúng ta đã thất bại ở vòng thiêu thứ ba này. Bây giờ chúng ta sẽ đến với team map cướp biển. Rồng lửa, chúng ta sẽ chỉ có rồng lửa là có thể tiêu diệt được cái bọn Ruby Hề đấy thôi. Nhưng rất tiếc rồng lửa đã bị phả đạn chết rồi. Như vậy là team map cướp biển cũng đã thất bại ở vòng thi đấu thứ ba này. Có vẻ đây sẽ là một vòng thi đấu khá là khó nhằn cho các clan của chúng ta. Tiếp theo sẽ là team miền Tây Wild West. Hay quá, team này có dứa băng, nó làm lạnh được con Zombie Hề và cỏ điện giật chết được Zombie Hề rồi, hay quá. Chỉ cần tiêu diệt được Zombie Hề là chúng ta sẽ có thể xử lý thoải mái cái bọn Zombie tiếp theo, không bị phản đạn nữa rồi. Ui, Gangotu nó ném IP, vừa ném IP vừa ném mực, rất nhiều thứ nó được tung lên sân nhà chúng ta. Bọn mực này chúng ta phá nhanh thôi, có Peapod ở phía sau, Peapod 3 đầu. Bây giờ thì mình sẽ chỉ chơi Peapod 3 đầu các bạn nhá. Thông báo lại cho các bạn, không chơi Peapod 5 đầu nữa, Peapod 5 đầu thì quá lợi hại rồi. Tiếp theo sẽ là team map tương lai. Team map tương lai liệu có vượt qua được không? Nào, Laser Beam, hay quá, Laser Beam đã bắn chết được bọn Zetter rồi. Nếu không bắn chết nhanh là bọn Zetter nó sẽ phản đạn được Citroen, tức là chết plan chúng ta ngay ấy. Bây giờ sẽ là bọn Gangotu. Nào, bọn Gangotu có làm gì được không? Bắn chết Gangotu đi, úi dồi ôi, nó ném mực vào kìa. Rồi, chúng ta đã tiêu diệt được hết Gangotu rồi. Thêm mấy con Octo Zombie nữa, tiêu diệt nốt là xong. Như vậy là kết thúc vòng thi đấu thứ ba. Ở vòng thi đấu thứ ba này chúng ta có hai team thất bại, đó là team map Ai Cập và team map cướp biển. Trong khi team của map Wild West và team của map Future thì giành chiến thắng ở vòng thi đấu thứ ba. Bây giờ chúng ta sẽ đến vòng thi đấu thứ tư. Ở vòng thi đấu thứ tư này thì chúng ta sẽ phải đối đầu với châu bò này, Ulta Zombie này, gà này của châu bò gà Ulta Zombie. Rất đông, ui dồi đông quá, đông thế này thì không kịp nữa rồi. Như vậy là team map Ai Cập đã thất bại ở vòng thiếu này. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với team plan map cướp biển.
Liệu team Mark có biển có tiêu diệt được không? Bắn này đại bác dừa. Ôi rồi. Đại bác dừa bắn mà nó không chết các bạn ạ. Lại còn bị ăn hút rồi. Ôn ta rồi bị nó hút cây chúng ta nhanh quá. Hết ôn ta nó hút rồi lại đến con bó đen nó hút chết cây chúng ta. Còn một lượt bó đen như thế kia thì là sao mình đỡ được bây giờ. Lượt ôn ta này còn đỡ được, cái lượt bó đen tiếp theo thì chịu rồi. Như vậy là team Mark cướp biển đã thua trận ở vòng thiếu thứ tư này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với team Plan Map Wild West. Liệu team Map Wild West có thể tiêu diệt hết cứu hay không? Làm chậm nào rồi, cỏ điện nó giờ được chết. Rất may là chúng ta có dưa băm khiến cho chúng nó bị đi chậm lại. Đi chậm lại, chứ nếu nó chạy nhanh thì cái bọn bò này nó đã hút chết cây của chúng ta rồi. Thêm con bò nó chạy lên kìa. Tốc độ của nó đã giảm đi một nửa rồi. Thành công, tuyệt vời. Bây giờ sẽ là team Plan Map Future, map tương lai. Liệu Infinite có cản được cái lũ này không? Úi rồi, hút của phát gần chết Infinite rồi. Thêm lượt hút của All-Star Zombie nữa là chúng ta đã mất Infinite rồi. Phải tiêu diệt hết lũ này khẩn trương. Đi chôn cam điện bắn nào. Bắn. Úi rồi, lên hút kìa. Thôi xong, không đỡ được rồi. Tan tành hệ thống phòng thủ của chúng ta. Như vậy là chúng ta đã trải qua được 4 vòng thi đấu. Và kết thúc 4 vòng thi đấu này thì chúng ta đã tìm ra được team vô địch. Đó là team của map Wild West với 4 trận toàn thắng. Còn 3 team còn lại thì đều có 2 trận thắng và 2 trận thua, đồng giải nhì. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi các video trên kênh MK Kit cũng như ủng hộ cho kênh PVZ2MK của mình. Các bạn hãy để lại cho mình một like, chia sẻ video và đăng ký 2 kênh của mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều.